Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự tối 3 tháng 4, Trạm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Xuyên Mộc thuộc Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện di dời các cây xanh trồng gần 20 năm ở khu vực hồ Xuyên Mộc. Người dân và chính quyền Xuyên Mộc không đồng tình và kiến nghị giữ lại bởi những loại cây này không ảnh hưởng đến thân hồ đập mà còn tạo cảnh quan môi trường cho khu vực. Về vấn đề này, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh khẳng định, Sở sẽ yêu cầu hủy, thu hồi văn bản của đơn vị cấp dưới đã làm trái tinh thần chủ trương của lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Với mục tiêu tạo cảnh quan đẹp để người dân đến vui chơi giải trí, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định đầu tư dự án công viên bờ hồ Xuyên Mộc nằm ở trung tâm huyện. Trong dự án, một số cây bông giấy, cây cao và nhiều loại hoa đã được trồng quanh bờ hồ từ năm 2002. Cuối tháng 3 năm 2021, Trưởng trạm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Xuyên Mộc thuộc Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc dừng trồng cây trên thân đập hồ chứa nước Xuyên Mộc và di dời những hàng cây đã trồng ra khỏi thân đập với lý do để đảm bảo an toàn hồ đập. Nhiều người dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc bày tỏ không đồng tình về việc di dời các loại cây hoa. Ủy ban nhân dân huyện cũng đề xuất giữ lại những loại cây hoa này. Trước sự việc, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khẳng định Sở đã yêu cầu hủy, thu hồi các văn bản mà các đơn vị cấp dưới phát hành vì trái với chủ trương của lãnh đạo Sở. Thông tin về cái việc là phá dỡ các hàng cây liên quan đến cái hồ chứa nước ở khu vực của Xuân Mập á, thì trước tiên tôi xin khẳng định lại là cái việc mà di dời hoặc là tháo dỡ tất cả các hàng cây đó là không có chủ trương của ngành trong cái việc triển khai thực hiện. Cái vấn đề thứ hai nữa là về mặt là thông tin thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo là dừng phát hành và thu hồi tất cả những văn bản có liên quan đến cái việc mà phá dỡ các cái hàng cây mà liên quan đến công trình thủy lợi. Cũng theo ông Cường, hiện nay ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về phát động trồng 1 tỷ cây xanh theo tinh thần của chính phủ trên phạm vi cả nước. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh sẽ tận dụng tất cả các địa điểm, những nơi đủ điều kiện có thể trồng cây. Trong đó có các địa điểm ven hồ chứa nước. Và để đảm bảo an toàn hồ chứa nước cũng như cảnh quan môi trường, việc lựa chọn các loại cây trồng phù hợp cũng như vị trí trồng cây cũng sẽ được ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương khảo sát thực hiện một cách hiệu quả nhất. Thì như vậy, với cái hiện trạng mà của hồ chứa này, thì chúng tôi về phía ngành hiện nay đã có thành lập một cái đoàn sẽ cùng phối hợp với huyện để chúng ta tính toán và xác lập lại những cái loại cây gì trồng được và cảnh quan như thế nào cho nó phù hợp. Thì như vậy vừa tạo ra một cảnh quan đẹp, vừa có thể đảm bảo về an toàn hồ chứa về lâu dài và đặc biệt là đảm bảo cái môi trường không để bị ảnh hưởng. Đó là những cái yêu cầu hết sức cần thiết. Lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề nghị tất cả công trình có liên quan đến hồ chứa nước, nếu có cảnh quan thì lưu ý người dân, các tổ chức cần phải bảo vệ môi trường, an toàn hồ đập. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh sự việc Trạm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi huyện Xuyên Mộc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc di dời các cây xanh trồng gần 20 năm ở hồ Xuyên Mộc trái với chủ trương của lãnh đạo sở. Thưa quý vị, theo khẳng định của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, như vậy là không có chuyện phải di dời hay dừng tu bổ cây xanh hoa cảnh tại khu vực bờ hồ Xuyên Mộc, mà ngược lại, tạo không gian xanh mát tự nhiên ở những khu vực này còn đang là chủ trương theo tinh thần trồng 1 tỷ cây xanh trên phạm vi cả nước như chính phủ đã phát động theo hướng phù hợp an toàn với hồ đập. Chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cứu không gian xanh vốn gắn bó với người dân Xuyên Mộc mà còn củng cố niềm tin về sự thấu đáo của ngành chức năng với những nhu cầu chính đáng của nhân dân.